Xin chào cô chú anh chị các bạn. Mình đang ở trên nhà vợ chồng của Diễm. Thì bữa nay là ngày 19 Tết. Thì vợ chồng của Diễm bắt đầu bứng tắc nè. Bứng tắc bỏ vô chậu xong rồi bỏ lên xe qua lâm, rồi chở lên xe tải, với lại chở xuống ghe để đi lên Sài Gòn bán cả nhà. Thì cây tắc này nè là hồi là vợ chồng của Diễm trồng từ hồi vừa qua Tết là bắt đầu trồng, trồng tới nay là ngày 19 20 Tết đó, là bắt đầu đi lên Sài Gòn. Hiện giờ mấy mấy chú nè đang đang bứng nè, đang xe qua lâm đang chạy vô nè. Mình đi theo mình coi nha các bạn. Tắc thì có tắc bự, tắc nhỏ, đủ đủ thứ hết á. Đủ loại. Giá nào cũng có hết trơn á. Mà tắc ở trên Diễm trồng đẹp lắm. Cái trái nó bự đẹp lắm. Là mấy cái chậu tắc bự nè. Cao hơn đầu của mình luôn á. Đây, bên đây nữa nè các bạn. Cao lắm luôn, có mấy tọ chậu nhỏ nữa nha. Chậu nhỏ thì thấp như đây cũng có. Ở ngoài kia còn kìa. Ở ngoài kia là cả chậu nhỏ, ở đây là chậu bự. Nhìn cái trái tắc nè. Thấy tắc là thấy muốn trộm gỏi tới rồi đó. Tha hồ lựa luôn. Cô chú anh chị nào mà muốn mua tắc để trưng Tết á, thì mình có thể lên chợ hoa ở Bến Bình Đông, quận 8. Thì ở đây ở vợ chồng Tiến là có đủ loại tắc luôn, mà mình có thể mình trưng hoặc là mình tặng cũng được đó. Bây giờ á, thì ngày xưa là xài bằng cái chậu sành sành, còn bây giờ là mình xài bằng cái chậu mũ, nó sẽ nhẹ hơn, ginh nó cũng nhẹ hơn cả nhà. Trái bự nè. Mấy chú đang khiêng đi kìa. Trời ơi. Ê, làm cái này cũng hay quá ha. Gánh cái này hay quá ha. Giờ mình ra ngoài đây mình coi mấy chú chuyển đi nha. Xuống ghe nè, chuyển xuống ghe nè. Vừa mới thấy cái bờ trái này vô trong xe. Trái tắc gì, trái bự 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 không. Trái bự mà trái Đây nè, đây là chủ vườn nè cả nhà. Anh Tiến cho em xin số điện thoại đi, đọc số điện thoại cho cô chú anh chị nào mà muốn mua cái gán ở chỗ quận 8 gọi anh Tiến. 036 2503 666. Cái điện thoại điện. Dạ. Để điện thoại trong đó đó. Dạ. Có gì em để trên màn hình. Cái tắc của anh Tiến làm là mình bao luôn các bạn. Trái tắc bự lắm, trái tắc đẹp lắm. Sở Hòa Khánh biết không? Cái tên cầu đập á. Ừ. Để đi chung với mày được. Ừ, đi được. Ừ. Đó, nó bự gì nè. Thấy không? Để đi chung. Này cái ngón tay của mình nè. Cái tới tắc nè. Hồi giờ đi chung với để ra ngoài. Mới chỉ được rồi. Cái tóc bị cản rồi. Cái đó không lên. Cái đó nãy nãy cù rồi nhớ không? Không mày làm sao. Chắc tới rồi. Xong rồi đó mấy cây vậy? Năm. Được hai cây nữa. Mình về tổng mình tưới chứ.
đợi chút cũng kẹt cái xe đó ve lại cái cửa á. Còn đây là cái tắc thấp nè cả nhà. Cái tắc này á nó rất là thấp. Đây, nó tới đây rồi. Cái này mình chưng mình muốn chưng nhỏ nhỏ thì cũng có loại này nữa nè. Loại thấp. Chưng ở trong nhà đâu được. Thấp ngay tắc eo của mình cả nhà. Nó thấp nè, trái quá chừng trái luôn. Trái xùm xuê luôn. Cái này là do không phải là cái ngón tay của mình nó nhỏ đâu cả nhà ơi. Cho cái trái tắc nó bự á. Trái quá chừng. Cái hả? Dòng lên kia vậy? Nói gì vậy? Kẹt cái sao vậy? Quá. Thấy cây đó không? Cây nữa. Thôi được rồi. Em. Lên. Ủa? Thì cũng phải 7 cây chứ hả? 7. 21, 7, 6, 13 cây. Anh còn 7 cây cho hết không? Cái đó mấy cây rồi? 6 cây. 6 thì cái xe kia là 7. Là 7 nữa là đủ á. Còn 7 cây hết không? Tiếp tục. Vậy là cái 6 rồi. 7. 7 em 6 là 13 cây, anh còn 7 cây hả? Rồi về lại chút cho anh đó lên nữa. Nè, thôi ghê. Bỏ lên cây chết chết. Đây là tắc của hàng xóm Diễm kế bên nhà luôn. Vòng vòng xung quanh khu này là ai cũng trồng tắc, trồng kiểng, trồng cây giống hết trơn cả nhà ơi. Bên đây nè, bên đây sữa nó có hình một chút xíu, còn phía bên đây thì chưa có sữa đó. Đẹp quá ha. Sữa hình nó giống như hình trụ vậy đó. Để mình coi cái sữa làm sao nha. Từ trong đây sữa ra tới đây, tới cái nhánh luôn nè, bẻ ra tới nhánh nè. Nhánh nào cũng vậy á. Giờ là trước khi
trước khi đi xuống ghe là Diễm tưới cái mấy cây tắc này các bạn. Lô này là cái lô lên ghe, thì trước khi lên ghe thì Diễm sẽ tưới cho ướt cái gốc luôn rồi lên ghe các bạn. Mặc dù là ghe ở dưới sông thì nước mênh mông, nhưng mà lên ghe là không có tưới được á, lên ghe không có tưới được, tại vì nó mình để ở dưới hầm một tầng rồi ở trên một tầng, nó khó tưới hơn ở trên xe nữa, khó tưới hơn trên xe tải á. Rồi bây giờ mình đi nha cả nhà, mình đi xuống ghe nha. Từ nhà thì xuống cái bến ghe cũng gần cả nhà ơi, không có xa. Nhưng mà ngay nhà thì không có cái bến để đậu ghe, tại ghe cũng bự á. Ủa có ai phụ khiêng xuống không? Đây bến sông đây cả nhà ơi, có mấy chú ở đây nè, mấy chú chuẩn bị ngồi chờ khiêng cây xuống nè. Thank you.
cái ghe thì có hai tầng cả nhà ơi, tầng trên và tầng dưới. Dưới đây nè, dưới đây bỏ được mớ nè, ghe quá trời bự luôn. Trên đây thì có lọc lá tre, là Diễm nói là bỏ lên ghe xong là không có tưới nữa, cho nên là cái lúc đi á, là Diễm tưới ướt nhẹp luôn á. Ghe này nhiêu tấn hả chú? 80 tấn. Bên đây cũng có một ghe nữa nè. Chụp phải dính rồi. Đây bên đây cũng có con ghe nữa nè. Ghe này cũng đi Sài Gòn luôn hả anh? Sài Gòn. Ừ. Đi chung luôn hả? Như đậu gần gần á. Dạ. Rồi nhìn mát mẻ ghê. Lập lá cái ghe hết trơn. Bước lên đòn đi. Vô tay thôi chứ không có khi dai. Bắt cái đòn đi nha, chứ cây này đi bắt cái bà hả em. Cái khúc này nguy hiểm các bạn ơi, nãy mấy chú mới bị trật té xuống đây nè, hên là không sao, người không sao. Còn hay là bắt thêm cái cọng ở bên đây em rủ cho mình bước xuống là sao? Còn hết con còn nhỏ không? Dạ ba mẹ con. Ngoài trồng tắc thì Diễm còn có trồng ớt nè, với bông nhãn thọ nữa cả nhà. Ớt này ớt đủ kiểu luôn. Ớt kiển á, kiểu gì cũng có hết bên đây nha. Bên đây thì chín hơn nè. Ớt tím, ớt cà chua, ớt chỉ thiên, ớt tròn, ớt dài, ớt trái bự bự Đà Lạt cũng có nữa nè. Trái này là trái gì nè, ớt cà chua nè.
Ốc hiểm. Đây nè, bên đây mới hiểm dữ dằn nè. Đó, cây này là hiểm lắm luôn nè. Cây này là ớt cà chua nè cả nhà. Ớt giống như trái chùm ruột vậy. Ơi, vô ngoài này nè con. Trái này nhỏ hơn. Quá chừng ớt luôn. Con thấy có cây ớt bự kìa. Ớt này thì chưa có chủ nha cả nhà. Đây là bông nhãn thọ của Diễm trồng nè cả nhà ơi. Bông nhãn thọ này cũng chưa có chủ luôn. Nếu mà anh chị cô chú nào mà muốn mua sỉ về bán lại thì liên hệ qua số điện thoại của chồng Diễm. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chúc cả nhà có một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ thì Dung xin chào và hẹn gặp lại.